Ngân 98 tụt dốc nhan sắc với gương mặt hốc hác, làn da đen sạm tại đồn CA. Không còn vẻ ngoài đầy đặn, lung linh, thay vào đó Ngân 98 xuất hiện với gương mặt hốc hác, làn da đen sạm khiến nhiều người không khỏi ngạc nhiên. Luôn được biết đến là một hot girl thị phi của mạng xã hội, mới đây Ngân 98 tiếp tục thu hút sự quan tâm chú ý của mọi người khi những hình ảnh cô bị bắt vì sử dụng ma túy được lan truyền cùng những ý kiến trái chiều. Trái với vẻ ngoài đầy đặn, gợi cảm và nóng bỏng mà Ngân 98 thường chia sẻ trên trang cá nhân, những hình ảnh của cô tại đồn CA đã khiến nhiều người không khỏi ngạc nhiên vì nhan sắc hoàn toàn khác lạ, mà cụ thể ở đây là gương mặt hốc hác, làn da đen sạm và thân hình thì gầy gò, trông không khác gì bộ xương khô. Nàng hot girl thị phi có gương mặt khá thất thần và hoang mang. Không chỉ vậy, cô còn phải dùng khẩu trang bịt mặt để tránh gây sự chú ý. Dù vậy, vẫn rất nhiều người nhận ra. Đây không phải là lần đầu tiên Ngân 98 bị lộ nhan sắc thật. Trước đó, cô nàng từng lộ mặt mộc nhợt nhạt, khiến nhiều người cho rằng cô đã chỉnh sửa ảnh sống ảo quá nhiều. Thiếu sự hỗ trợ của son phấn, có thể thấy mặt mộc của Ngân 98 trông vô cùng nhợt nhạt so với những hình ảnh mà cô hay khoe trên mạng xã hội. Những hình ảnh được Ngân 98 chia sẻ trên trang cá nhân của mình luôn cho thấy cô nàng sở hữu gương mặt thon gọn, làn da trắng hồng và đầy sức sống. Thông tin Ngân 98 bị tạm giữ khi sử dụng ma túy cũng được Lương Bằng Quang chia sẻ trên trang cá nhân. Theo đó, anh tuyên bố tin tưởng bạn gái của mình không sử dụng.